ấy quăng chiếc áo len xuống đất. Gì? Sau khi thử hơn chục cái hết, cardigan lại chất đầy một góc. Sau khi em mới chỉ thoáng chợt nghĩ đến skinny jean lại cắt ngược vào tủ. À, hôm nay mình sẽ mặc. Ngoài giai điệu sôi động, vui vẻ, công chúng yêu thích ca khúc này vì tìm thấy ở đó một hình ảnh quen thuộc. Một nỗi khổ tâm của nhiều chị em phụ nữ khi ngày nào cũng đứng trước một tủ đầy quần áo nhưng vẫn thấy không có gì để mặc. Xin kính chào quý vị đang theo dõi Hà Nội 18 giờ. Vừa rồi là những hình ảnh vui nhộn trong ca khúc Người yêu tôi không có gì để mặc. Và chắc hẳn nhiều người trong chúng ta cũng đều thấy và từng nghe thấy câu chuyện này từ người yêu, bạn bè hay thậm chí là chính bản thân của mình, đúng không ạ? Và quả thật câu chuyện về việc không biết mặc gì thì luôn là một vấn đề muôn thuở của phái đẹp. Vâng, đúng như là chị Hương vừa chia sẻ, để câu chuyện mà chúng ta không biết mặc gì đó là một câu chuyện rất quen thuộc và đôi khi nó là những câu chuyện hài hước nữa. Và ví dụ như là với bản thân tôi đi thì tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian đứng trước tủ quần áo để có thể lựa chọn cho mình những cái bộ quần áo để hàng ngày mình mặc ra đường. Và đó là cái việc hàng ngày tôi phải nghĩ, và để có thể chọn được một bộ quần áo thì tôi cũng phải kiểu chọn ra chọn vào, mặc lên mặc xuống, và đôi khi rất nhiều thời gian như thế nhưng mà tôi lại cũng chưa ưng ý được những cái bộ quần áo mà tôi đã chọn, chị Hương ạ. Và tôi nghĩ rằng không phải chỉ mình tôi đâu, mà khi mà tôi nói đến vấn đề này thì chắc chắn rằng có rất nhiều chị em đồng cảm với mình và về cái việc là hàng ngày phải nghĩ xem là mặc gì và mặc như thế nào. Vâng, và vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá câu hỏi thú vị: phụ nữ cần bao nhiêu quần áo là đủ, để đi tìm hiểu xem liệu có phải càng nhiều quần áo thì càng tốt, hay chỉ cần một tủ quần áo nhỏ gọn, tinh tế nhưng mà lại đa năng. Quý vị và các bạn đang theo dõi Hà Nội 18 giờ. Cứ mỗi sáng đến giờ đi làm, chị Thúy Nhân ở quận Thanh Xuân mất 2 tiếng để sửa soạn. Mỗi lần đứng trước hàng chục bộ quần áo, đủ các nhãn hiệu, kiểu dáng khác nhau, có những chiếc còn nguyên tem mác vẫn chưa kịp mặc. Nhưng nỗi niềm không có gì để mặc vẫn bủa vây chị vào mỗi sáng. Vì quần áo cũ, theo quan niệm của chị, là những bộ đã up ảnh lên Facebook. Cái áo này này, đó, mặc có cái áo dài này mặc đúng một lần, xong là up ảnh lên Facebook, xong là không có sờ đến nữa. Và nó rất là nhiều. Cái tủ đồ của chị thì luôn luôn nó trong cái tình trạng là chật cứng. Bởi vì có những cái là thích chụp hình, nó cứ chụp hình mà đã up lên Facebook rồi là thành cũ rồi. Không còn cái, không mặc lần sau nữa. Phụ nữ mà, nó là một cái thói quen xịt chết một tí, tâm lý bất ổn một chút cũng là lên mạng để mua. Có những bộ đồ đấy, mua tem mác rất nhiều y nguyên đấy nhưng mà vẫn chưa mặc, nhưng mà vẫn cứ thích mua đồ mới. Và lúc nào trong trạng thái là không có gì để mặc. Thói quen mua sắm lướt mạng online, Shopee hoặc là nói chung là shipper là cứ quen mình hơn cả người thân. Dù tủ quần áo đầy đủ như một shop thời trang mini, nhưng mỗi ngày chị Thanh Nhàn ở quận Nam Từ Liêm vẫn thường lên mạng để tìm kiếm những bộ váy áo mới nhằm thỏa mãn niềm đam mê cái đẹp của mình. Có những bộ vừa mới mua về nhưng không ưng ý, chị đành phải tặng đi. Thói quen mua sắm này không chỉ giúp cải thiện tâm trạng của chị, mà đôi khi cũng khiến chị cảm thấy căng thẳng vì thói quen chi tiêu quá nhiều. Trước mắt thì cũng là cho đỡ chật tủ đã, rồi có khi sau này có lúc nào đấy lại lướt Facebook rồi lại cũng vẫn mắc cái bệnh thôi, khó bỏ lắm. Vẫn cứ mắc cái bệnh là thèm quần áo mới. Mình cũng chẳng biết là bao nhiêu cho đủ nữa thật. Tức là trước đây đi lúc thì làm công sở thì cũng phải có những cái quần áo của công sở. Xong rồi đi đám cưới, đi hội nọ hội kia, mỗi một chỗ lại có những cái nhu cầu khác nhau ấy. Mà khổ nỗi bây giờ chết nữa, cái mạng ấy, các hãng nó cứ vào tràn ngập ra, mở Facebook ra là thấy, lại thấy sướng. Sướng cái thế là lại thôi, lại bấm tinh tinh. Nhu cầu mua sắm và làm đẹp là điều thiết yếu đối với nhiều chị em phụ nữ. Vì quần áo đẹp không chỉ giúp họ tự tin hơn trong giao tiếp, mà còn trong công việc hàng ngày. Tuy nhiên, khi nhu cầu này trở thành bệnh nghiện mua sắm, nó có thể dẫn đến sự bứt rứt và lãng phí. Khi chị em mua sắm quá nhiều chỉ vì cảm xúc nhất thời, tình trạng này không chỉ gây ra rắc rối và phiền toái, mà còn tốn kém thời gian và tiền bạc, khi mỗi lần phải dành nhiều giờ để chọn lựa trang phục hoặc mua sắm mới.
Vâng thưa quý vị, thật thú vị là thậm chí cũng có một cuốn sách mang tên là Em không có gì để mặc. Và cuốn sách này thì đánh trúng vào tâm lý của tất cả mọi cô gái, đó là có thể sở hữu cả một tủ đồ, thế nhưng luôn luôn cảm thấy luôn bối rối và bất tự tin mỗi khi mà ra đường, vì không biết là sẽ phải diện cái bộ trang phục nào hay là phối đồ ra làm sao đây. Và tôi muốn hỏi chị Trang là thế rốt cuộc là tại sao mà con gái, các chị em phụ nữ lúc nào cũng cảm thấy thiếu quần áo ạ? Theo tôi thì tôi nghĩ rằng là phụ nữ của chúng ta có rất là nhiều phong cách thời trang. Đôi khi lại còn có rất nhiều phụ kiện để kết hợp với những cái thời trang đấy nữa. Và hoặc là một bộ trang phục chẳng hạn thì lại có một cái bảng màu, có thể là rất nhiều màu để chúng ta lựa chọn. Và tôi có thể thấy rằng là bây giờ mọi người cũng có rất nhiều xu hướng để chúng ta có thể bắt trend theo mạng xã hội, theo những cái phong cách thời trang mới. Và chúng ta, chị em của chúng ta thì cũng rất là thích cái sự tươi mới này, cái sự trẻ trung của bản thân. Và tôi nghĩ rằng là mọi người, chị em chúng ta lúc nào cũng thích là thay đổi liên tục để tìm được cái phong cách phù hợp với phong cách cá nhân của mình. Thế nên cái câu chuyện mà chúng ta không có gì để mặc, cũng như là chúng ta không có đồ gì để mặc hay là đồ gì mới, thì đó là câu chuyện mà tôi nghĩ là hiển nhiên. Thế còn thực tế theo chị quần áo mới nghĩa là gì ạ? Đối với tôi đi, thì có thể như là một bộ quần áo mà đã up lên mạng xã hội rồi thì có thể là đến ngày hôm sau khi mà up bộ quần áo đấy nữa thì nó không còn mới nữa rồi, chỉ cần một lần thôi. Nghĩa là khi mà một bộ quần áo của mình đã up lên trên Facebook rồi, có nghĩa là nó đã cũ rồi. Vâng. Tôi nghĩ là như thế, cứ up ảnh lên mạng xã hội là quần áo đã là bị cũ đi rồi đúng không ạ? Đúng là thực tế thưa quý vị, chúng ta thấy có thể vì mỗi khi mà nhìn vào cái tủ quần áo của mình thì chúng ta cũng thường là sẽ mơ ước về những cái món đồ mới lạ này, hay là trendy mà chúng ta chưa từng có, hoặc là thực tế có những xu hướng thời trang nó liên tục thay đổi khiến cho mọi thứ ở cái tủ đồ của mình trông nó thật là cũ kỹ. Mặc dù là chúng ta đã có hẳn cái bộ sưu tập khá là nhiều đồ rồi đấy đúng không ạ? Thế nhưng mà nhiều chị em phụ nữ thì luôn cảm thấy là sẽ cần thêm cái món đồ mới, dù thực tế là tủ quần áo của chúng ta đã rất là đầy rồi. Vâng, và tôi nghĩ rằng là đó có một lý do nữa, đó là khi mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội thì chúng ta sẽ ăn cho mình, mặc cho người. Đó là cái tâm lý chung và mọi người vẫn đang bị theo cái đó rất là nhiều. Và chúng ta thường sẽ tìm những bộ trang phục làm sao để mặc cho nó an toàn, nó hợp mắt với cả tất cả mọi người khác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta chọn quần áo thì chúng ta cũng nên chọn trang phục cho chính bản thân mình, chứ không phải là cái ánh mắt của người khác nhìn thấy mình như thế nào. Và khi mà chúng ta xuất hiện với một trang phục mới thì chúng ta cũng tôi nghĩ là chưa chắc là số đông người ta đã thấy phù hợp đâu. Vậy nên là mình cũng cố gắng làm sao để mình tìm thấy được cái phong cách cho chính mình, cho chính bản thân mình, để mình không bị đi theo, ví dụ như là đi theo những người nổi tiếng hay là đi theo những cái trào lưu trên mạng quá nhiều. Đó có thể cũng là một cái lý do. Và nhiều phụ nữ họ còn cảm thấy là không đủ tự tin nếu như mà không có cái đủ cái lựa chọn để chúng ta thay đổi mỗi ngày nữa. Nhiều người phụ nữ họ sẽ cảm thấy là một chiếc váy mới này, hay là thậm chí một cái đôi giày mới sẽ mang lại cho mình cái cảm giác là mới mẻ và tự tin hơn rất là nhiều. Kiểu như là ngày hôm nay có một chiếc váy mới này thì kiểu gì ngày mai cũng sẽ dậy rất là sớm để đi làm với cái tinh thần vô cùng hăng say, vô cùng phấn khích đúng không ạ? Vậy thưa quý vị, dưới góc nhìn tâm lý thì sự thật về cái cảm giác thiếu thốn này là gì? Và đâu là cách để tâm lý ảnh hưởng đến cái quyết định mua sắm cũng như là ăn mặc của tất cả chúng ta? Mời quý vị cùng theo dõi. Thạc sĩ Phan Thị Thảo, người có 10 năm nghiên cứu về tâm lý học cho rằng một số người nghiện mua sắm quần áo và lúc nào cũng thấy thiếu vì họ cảm thấy ám ảnh, cảm giác thỏa mãn khi sở hữu món đồ yêu thích. Khi đó, não sẽ giải phóng chất endorphin và dopamine khiến cảm thấy vui vẻ, hưng phấn. Theo thời gian, cảm xúc trên có thể trở thành nguyên nhân gây nghiện. Điều đáng nói là có đến 10-15% dân số có thể gặp tình trạng này. Thực ra có những người chỉ cần 2 bộ thôi thì người ta cũng đã biết cách phối hợp để cho ra nhiều bộ quần áo khác nhau rồi. Và có những người thì tận 5 bộ, 7 bộ. Thì tất cả những cái này nó đều xuất phát từ cái nhu cầu, cái sở thích và hứng thú của mỗi người phụ nữ nữa. Cái điểm thứ hai nữa là như mình có nói thì nó sẽ liên quan đến cái kiểm soát nhu cầu của cá nhân và cái kiểm soát cảm xúc của cá nhân mình nữa. Ví dụ, mình lấy một cái ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ như là bây giờ năm nay đang hot trend về những cái con vật, ví dụ như liên quan đến Kuromi hay gấu râu hay là Labubu chẳng hạn. Vậy thì nếu mà những người phụ nữ mà người ta bắt theo trend ấy, thì chắc chắn là trong tủ quần áo của họ sẽ phải có một chiếc áo phông hay thậm chí là một cái chiếc váy nào đấy có những cái hình thù đó. Vậy thì bây giờ mình cũng sẽ phải xem xét về cái đặc điểm tâm lý lứa tuổi của mình có phù hợp để mặc những cái bộ quần áo đấy nữa không, rồi tính chất công việc của mình như thế nào. Và cái quan trọng nữa đấy là mình cũng sẽ phải biết kiểm soát cái điều đó. Đôi lúc còn chúng ta sẽ đi mua những cái món đồ bởi vì là chúng ta đang bắt trend, chứ nó thực sự không phù hợp với chính bản thân mình. Thì cái quan trọng nhất vẫn là
cách mà chúng ta hiểu chính về bản thân mình và mình kiểm soát cái nhu cầu đó thì đấy sẽ là cái mà quan trọng nhé. Vâng, tôi thì cứ thắc mắc là thế liệu với các anh cánh đàn ông thì sao chị Trang nhỉ? Không biết là có phức tạp như là chị em phụ nữ chúng ta hay không ạ? Theo tôi thì phần lớn đàn ông thì có vẻ như là họ không thích mua sắm và họ sẽ thường là chọn một hai hãng mà họ yêu thích hoặc là cái kiểu dáng quen thuộc mà họ thích, sau đấy thì họ có thể đến một hai cái cửa hàng hoặc vài cái cửa hàng quen thuộc đấy để họ mua những cái món đồ cần thiết. Vậy nên là cái nhu cầu mua sắm của họ sẽ ít hơn và cái thời gian này họ dành cho cái việc mua sắm cũng như là sẽ phát sinh gọn hơn, đúng không? Những cái nhu cầu về thời trang họ tôi nghĩ là cũng sẽ ít hơn. Còn đối với phụ nữ của chúng ta thì sao ạ? Dù là tôi ví dụ đi, chúng ta đi trung tâm thương mại để mục đích là mua quần áo. Nhưng ngoài quần áo ra chúng ta có thể ghé vào những cái sạp có thể như là phụ kiện hay là giày dép, hoặc là thậm chí là mua thêm cả mỹ phẩm nữa chị Hương ạ. Vâng. Tức là tôi nghĩ rằng là cái nhu cầu mua sắm của chị em chúng ta cũng rất là khác với cả đàn ông. Và khi mà chúng ta mua sắm vô tội vạ một cách gọi là thái quá lên như thế thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ tạo thành một cái thói quen không tốt. Và chị em chúng ta thì khi mà lúc đấy thì có thể là vì chương trình giảm giá này, hoặc là vì là những cái mẫu đấy bắt mắt quá. Nhưng mà chắc chắn rằng khi mà mua về thì tôi cũng như chị Hương hoặc là tất cả những chị em chúng ta chắc chắn sẽ có những đồ mà chúng ta đã mua về và chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ không dùng đến ngay khi mà chúng ta mang những cái đồ đấy về nhà. Vâng, đó cũng chính là cái lý do mà những cái chiếc áo không phù hợp bị xếp vào xó tủ, một thời gian sau lôi ra vẫn còn nguyên mác, hay thậm chí là một chiếc váy chỉ mặc một vài lần rồi lại tự hỏi sao lúc đó mình lại có thể mua được nó nhỉ. Và đó là những câu chuyện mà vẫn thường gặp của rất là nhiều chị em phụ nữ, đúng không ạ? Vâng, và tôi nghĩ rằng là sau ngày hôm nay thì tôi cũng thật sự nghiêm túc cần xem xét lại cái việc mua sắm của chính bản thân mình, để tại vì là khi mà chúng ta cứ mua sắm vô tội vạ như thế. Và chính bản thân tôi thì tôi nghĩ là sau chương trình này trao đổi với chị Hương thì cũng cần phải có cái sự tiết chế cũng như là hợp lý hơn để làm nào để tối ưu cái tủ quần áo của mình, đúng không ạ? Thế không biết là chị Trang đã biết cách làm thế nào để tối ưu cái tủ quần áo của mình, đúng không ạ? Tôi cũng thật sự là cũng chưa có một cái khái niệm nào nó chắc chắn hoặc là nó giúp ích cho chính cái bản thân tôi về cái vậy việc thì đó. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia để cùng khám phá xem làm như thế nào để chúng ta có thể cân bằng lại cái tủ quần áo của mình, cũng như là cách chọn lựa và tổ chức trang phục ra làm sao cho thật hợp lý, vừa đủ tinh tế mà vẫn luôn mới mẻ. Hãy cùng theo dõi để tìm ra những bí quyết quý vị nhé. Xin kính chào quý vị, đây là nhà thiết kế Hà Duy và hôm nay thì anh Duy sẽ ở trong Hà Nội 18 giờ để có thể đưa cho chúng ta một số những cái lời khuyên để làm sao cho chị em mà có những cái tủ quần áo mà không cần phải quá nhiều nhưng vẫn có đủ để mặc. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Làm như thế nào để chúng ta có thể mua những cái bộ đồ mà khi về nhà chúng ta sẽ sử dụng được, tránh cái trường hợp như hiện nay là chị em mua rất là nhiều nhưng đến khi về nhà thì có cái lại không thể là dùng được. Đấy là do cái vấn nạn gọi là thời trang nhanh hiện nay. Có rất là nhiều các cái hãng thời trang, người ta sản xuất các cái mặt hàng thời trang gọi là nhanh, rẻ và dễ sử dụng, với một cái tâm lý rằng thôi đồ rẻ mình mặc một vài lần thì chắc là cũng không có sao đâu, thì khi mà nó xuống màu hay là nó bị nhăn là mình tự nhiên cái tâm lý của mình lại không muốn mặc nữa. Duy nghĩ là mình sẽ nên lựa chọn những cái trang phục nó vừa phải, phù hợp. Và cái việc mà lựa chọn cái chất liệu ấy, nó cũng đôi khi mình nghĩ rằng cái chất liệu tốt mà nó giá cao là cũng chưa chắc đâu. Có rất nhiều các cái trang phục chất liệu tốt nhưng mà giá thì vẫn rất là vừa phải, bình dân, thậm chí là rẻ luôn. Nhưng cái việc mà mình lựa chọn được những cái trang phục có cái chất liệu tốt đấy không thì nó lại phụ thuộc vào cái mắt nhìn của mỗi người. Chứ là mình sẽ không mua một cách kiểu bừa phứa, không mua một cách kiểu lãng phí nữa. Thì Duy nghĩ rằng cái việc đấy là do cái cách nhìn nhận của mỗi người thôi. Và mình gần như là mình giống như kiến thức vậy đó. Mình phải trau dồi mỗi ngày, mình phải tiếp xúc, mình phải đi gọi là dạo quanh thị trường nhiều hơn để làm sao mình biết rằng cái trang phục nào nó phù hợp với mình. Những cái gam màu nào hoặc là những cái quần áo cơ bản nào mà chị em nên có ở trong tủ quần áo để làm sao chúng ta có thể sử dụng được nhiều trong nhiều hoàn cảnh, nhiều bối cảnh khác nhau. List bao giờ cũng sẽ có là đồ đen này, đồ trắng này, hay là những màu be này, hay là những cái màu pastel nhẹ nhàng, ví dụ màu be, màu hồng nhạt này, màu xanh nhạt này, hay là những cái màu nó với những cái người mà vóc dáng đậm hơn một chút thì lại mọi người sẽ thích những cái tông màu như kiểu nâu be này, hay là màu đỏ đun này, màu xanh lá đậm này, màu xanh dương đậm này. Đi làm thì sẽ là những chiếc váy bút chì này, những chiếc váy xòe A dành cho những người nào hơi có bụng một xíu,
hoặc là xòe rộng hơn dành cho những cô nàng kiểu điệu đà. Bút chì thì váy bút chì thì sẽ dành cho những người có vóc dáng nó cân đối vừa phải, tròn đều có thể mặc được. Hay là những cái bộ kiểu giống như kiểu là gọi là ký giả, hay là bộ vest bên trên áo với quần này thì thường sẽ được mọi người lựa chọn nhiều. Một chiếc váy maxi có thể hoàn toàn có thể mix với cả một chiếc áo vest sẽ tạo ra một cái phong cách nó hơi vừa cá tính lại vừa dịu dàng. Hay là những chiếc váy ren mình có thể kết hợp với những chiếc áo lửng chẳng hạn. Khi mà mình mua mình phải tỉnh táo, tức là mình mua một cái bộ này mình phải lục trong trí nhớ của mình rằng là ở nhà mình có những trang phục gì, cái bộ này liệu nó có thể mix match được với những cái item ở trong cái tủ đồ của mình hay không. Với những cái bạn mà có thu nhập mà khoảng tầm 5-6 triệu một tháng chẳng hạn, hoặc là chục triệu đổ lại một tháng, thì khi mà mình nghĩ rằng là mình sẽ mua những cái trang phục kiểu 100,000-200,000, nhưng mà thay vì việc như vậy mình có thể lựa chọn một cái thương hiệu nó tốt hơn. Thay vì cái việc mình mua ở trên mạng với mức giá kiểu vài trăm nghìn, mình có thể mua một chiếc váy 800,000-900,000, thậm chí 1 triệu, đúng không? Nhưng mà với một cái nhà may hoặc là một cái thương hiệu nào đó nó uy tín, nó tư vấn cho mình cái gọi là cái chất liệu tốt, hoặc là mình trải qua những cái quá trình mà mình mặc những cái đồ mình sẽ thấy là chất liệu nào ok thì mình sẽ lựa chọn. Và như vậy thì cái việc mà mình tái sử dụng hoặc là mình mặc được cái trang phục đấy, chiếc váy đấy, nó rất nhiều lần. Những cái sản phẩm mà sau nhiều thời gian và thừa thì anh sẽ xử lý nó như thế nào? Trên những cái sản phẩm này có những chiếc cúc này, hay là có những chiếc khóa nào mình vẫn có thể dùng được thì mình sẽ tái sử dụng. Hay là ví dụ như ở cái phần thân trên hoặc thân dưới của cái trang phục đó mình thấy cảm thấy vẫn còn hợp mốt thì mình sẽ tháo và mình lấy cái phần chi tiết đó để mình lắp ráp cho một cái bộ trang phục mới. Gọi là nhiều khi Duy hay trêu nhân viên là hãy cho nó một cái diện mạo mới như nào. Rất cảm ơn anh Hà Duy đã đến với Hà Nội 18 giờ. Vâng, cái việc rõ ràng là chúng ta dọn dẹp tủ đồ theo cái màu sắc cũng như là phân loại quần áo sao cho nó đúng loại để chúng ta có thể phân chia và tìm những cái trang phục cho mình để xem ra là nó có thật sự cần thiết hay không, thì đó tôi nghĩ là một cái điều cần chúng ta cần sẽ phải làm ngay bây giờ. Và nếu rằng cái bộ đồ chúng ta cảm thấy cũ rồi không mặc tới thì chúng ta hãy mạnh dạn có thể là cho hoặc tặng, hoặc là đôi khi là mang đi chúng ta có thể từ thiện để làm những cái việc mà nó phù hợp hơn là cái việc mà chúng ta cứ để ở trong tủ đồ để cho nó dày đặc lên mà chúng ta không dùng đến, chị Hương ạ. Và cái việc mà chúng ta không có gì để mặc thì đó sẽ là một cái bệnh tâm lý để khiến chúng ta sẽ bị sang cái việc là lúc nào cũng bị thiếu và lúc nào cũng phải nghiện để mua sắm. Và chúng ta sẽ cần phải nghiêm khắc hơn, tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần phải nghiêm khắc hơn với chính bản thân mình để có thể áp dụng một cái nguyên lý đó là một đồ ra và một đồ vào. Vì vậy thì chúng ta sẽ bớt được cái việc là mua sắm quá vô tội vạ đi. Vâng, và thưa quý vị thì ngành công nghiệp thời trang toàn cầu thì cũng đang chứng kiến một hiện tượng ngày càng phổ biến hơn, đó là việc mua sắm quần áo mà không sử dụng tới. Và tình trạng này thì đặc biệt rõ nét ở nhiều nơi như là Anh, Mỹ, Trung Quốc và Pháp, nơi mà có thói quen mua sắm và cái xu hướng thời trang ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi tiêu dùng. Theo một khảo sát được thực hiện của Statista, tại Vương quốc Anh, khoảng 29% số phụ nữ được khảo sát thừa nhận rằng họ đã mua quần áo mà chưa mặc bao giờ. Tỷ lệ này chiếm cao nhất trong các nước và là con số đáng lo ngại, phản ánh sự gia tăng của thói quen mua sắm bốc đồng và sự thay đổi nhanh chóng trong xu hướng thời trang. Ở Mỹ, hiện tượng nữ giới mua quần áo mà không bao giờ mặc đến cũng gia tăng với tỷ lệ 23%. Trung Quốc, với sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, cũng không thoát khỏi hiện tượng này, với 12% số người được khảo sát thừa nhận bỏ xó quần áo trong góc tủ khi mua về. Tại Pháp, nơi thời trang thường được coi là một phần quan trọng của văn hóa, tình trạng mua sắm quần áo mà không bao giờ mặc đến vẫn tồn tại. Mặc dù phụ nữ Pháp thường đầu tư vào các món đồ thời trang chất lượng và lâu dài, sự thu hút của các xu hướng mới và các đợt giảm giá cũng dẫn đến việc mua sắm không thực sự cần thiết. Các con số trên mặc dù chỉ đại diện cho số lượng nhỏ những người được khảo sát của mỗi quốc gia, nhưng cũng phần nào phản ánh được tình trạng hiện nay khi con người mua sắm quá mức và sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng thời trang khiến nhiều món đồ không được sử dụng. Hiện tượng trên có thể được giải thích với một vài nguyên nhân. Mua sắm có thể được sử dụng như một cách để giải tỏa căng thẳng, cảm giác trống rỗng hoặc buồn chán. Thêm vào đó, sự xuất hiện của các chương trình khuyến mãi, giảm giá như Black Friday, Cyber Monday khiến nhiều người tiêu dùng cảm thấy bị áp lực, phải mua nhiều hơn để tận dụng những ưu đãi này. Hơn nữa, sự phổ biến của các thương hiệu thời trang nhanh thường không được đầu tư về chất lượng
nhưng lại hấp dẫn về mặt giá cả và kiểu dáng, khiến một bộ phận người tiêu dùng dễ chìm đắm vào thói quen mua sắm vô độ. Trong khi ngành công nghiệp thời trang tiếp tục phát triển, việc cân nhắc kỹ lưỡng và thực hành mua sắm có trách nhiệm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường tiêu dùng lành mạnh và bền vững hơn.